Hoàn Phúc cũng gửi đến cho quý vị tối nay đúng không quý vị? Và cùng với thứ quý của Fire Music và tất cả chị em nghệ sĩ có mặt trong đêm nay, Dion xin gửi đến quý vị một fashion show của không ai khác ngoài nhà designer Kevin Hip luôn. Thank you everybody. Cha cha cha. Quý vị biết là mỗi một lần mà chương trình fashion show thì Steven Mai cũng như Fire Music lừa tất cả những anh chị em nghệ sĩ cao, ráo, đẹp và sexy cho tối hôm nay. Mọi người nói xin vị cho một tràng bắt tay cho Fire Music and Windstar Casino. One more time, come on. Come on now.
Vinh Hiệp tối hôm nay. Và cũng sẵn đây, Leon xin mời quý vị cùng với Lơi cũng như Fireham Music chào đón Kevin Hiệp đến với sân khấu của chúng ta. Thấy quý vị thấy không? Anh Hiệp cứ lo tạo mẫu áo dài mà quần càng ngày càng rút không biết luôn. Thank you Kevin Hiệp rất nhiều những bộ áo tối hôm nay. Kevin Hiệp xin thương mến kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Vâng, quý vị thấy những cái áo dài mà Kevin Hiệp biến tấu lại là từ những cái hình chữ nhật không à, hình chữ nhật với hình vuông nó ra cái áo dài chứ không phải là cái áo dài truyền thống, nhưng mà Kevin Hiệp luôn luôn lúc nào cũng mê, rất là mê cái áo dài truyền thống, tại vì đàn ông mà không mà cho mặc vậy thì nó hơi kỳ đúng không quý vị? Quý vị thấy có đẹp không ạ? Đẹp quý vị. Và em có hỏi anh Hiệp một câu, nếu mà tất cả quý vị dưới đây có nhà ý muốn đặt áo dài của anh hay là mua những chiếc áo dài trên sân khấu thì làm cách nào để liên lạc với anh ạ? Thì cứ liên lạc với Kevin Hiệp thì quý vị lên Facebook hoặc là website Kevin Hiệp là ra được. Vâng, và nếu quý vị nào có nhà ý cho những chiếc áo dài nam hay nữ tối hôm nay cùng với mấy cô hoa hậu người mẫu ơi, xây một vòng 360 đỏ hoặc là 720 đỏ gì cũng được, xây đem bán mà. Anh Luân ơi, cái nào anh cứ chọn nha, nam có sẵn luôn nha, chị nữ nữ nha. Quần là tại vì Kevin Hiệp muốn làm trên sân khấu runway, tức là sân khấu mà hồi đó tới giờ chưa có ai dám làm cái áo dài chưa, dám, cách mặc chưa có ai không dám mặc quần. Không có mặc quần nhưng mà cái... quý vị thấy có mặc quần đẹp hay là không mặc quần đẹp? Cảm ơn dancers, giống kỳ gì không?